Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này thì cả nước đang rất sục sôi trước trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, đúng không ạ? Và nhân dịp đặc biệt này thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu nhanh về đất nước Trung Quốc qua video ngắn dưới đây nhé. Đầu tiên là về tên gọi. Quý vị và các bạn có biết không ạ? Trung Quốc thì có nghĩa là quốc gia trung tâm hay là vương quốc ở trung tâm. Tên gọi này thì không chỉ mang ý nghĩa Trung Quốc ở giữa các nước khác mà còn thể hiện Trung Quốc là trung tâm thiên hạ, có văn hóa và có sức mạnh nổi trội hơn các dân tộc và quốc gia xung quanh. Từ lâu thì Trung Quốc đã nung nấu ý định trở thành cường quốc số 1 thế giới. Đó là lý do mà trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, Việt Nam chúng ta luôn bị Trung Quốc nhòm ngó. Một điều tiếp theo đó là về quốc kỳ. Năm 1949, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập và lấy quốc kỳ 5 ngôi sao để làm quốc kỳ cho Trung Quốc và sử dụng tới tận bây giờ. Nền màu đỏ tượng trưng cho máu của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tính mạng vì độc lập của dân tộc. 5 ngôi sao thì tượng trưng cho sự đoàn kết một lòng của dân tộc Trung Hoa. Ngôi sao lớn nhất là Đảng Cộng sản Trung Hoa. 4 ngôi sao nhỏ xếp vòng cung xung quanh, lần lượt là các giai cấp nông dân, công nhân, tiểu tư sản thành thị và tư sản dân tộc. Đó chỉ là một cách giải thích, trong khi có khá nhiều ý kiến giải thích về ý nghĩa của cờ Trung Quốc. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí địa lý, thưa quý vị. Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc thì nằm ở khu vực Đông Á, phía đông thì giáp biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Phần đất liền thì tiếp giáp với 14 quốc gia khác, có tổng chiều dài đường biên giới trên bộ lớn nhất thế giới với 22.117 km. Trung Quốc thì có diện tích đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Nga và Canada với diện tích 9,6 triệu km2, lớn gấp 29 lần diện tích Việt Nam. Trung Quốc gồm 5 khu tự trị và 22 tỉnh, 4 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải và thủ đô được đặt tại Bắc Kinh, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Về đặc điểm tự nhiên, do lãnh thổ rộng lớn cho nên là thiên nhiên tại Trung Quốc rất là đa dạng các bạn ạ. Phía đông thì là các đồng bằng phù sa màu mỡ dọc theo đường bờ biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Đây cũng là khu vực tập trung đông đúc dân cư với nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Đông, Hàng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến. Vùng phía nam lãnh thổ là các dãy núi thấp. Phía trung đông thì là hai con sông lớn nhất cả nước, đó là sông Hoàng Hà và sông Trường Giang, nơi mà có con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới. Phía tây Trung Quốc thì có các dãy núi lớn, nổi bật nhất là dãy Himalaya. Và phía bắc nước này là cảnh quan khô hạn như sa mạc Gobi hay là Takmalakan. Còn về dân số của Trung Quốc thì sao? Vâng, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc thì tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2021, dân số hiện tại của Trung Quốc là hơn 1 tỷ 445 triệu, đứng số 1 thế giới ạ. Và nó chiếm tới 18,31% dân số thế giới. Trung Quốc có 56 dân tộc riêng biệt. Dân tộc đông nhất đó là người Hán, chiếm khoảng 91,51%. Các dân tộc thiểu số khác thì chiếm khoảng 8,49% tổng dân số, quý vị ạ. Chúng ta cùng tìm hiểu về tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc. Trong hàng thiên niên kỷ, văn minh Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ nhiều phong trào tôn giáo khác nhau. Tuy vậy, Phật giáo Đại Thừa vẫn là tôn giáo phổ biến nhất tại đây. Ngoài ra thì có các giáo phái khác như là Lão giáo, Cơ đốc giáo, Nho giáo, Hồi giáo nữa. Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng sâu sắc bởi Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Vì vậy, đa số người dân Trung Hoa vẫn còn giữ phong tục thời cúng tổ tiên. Quốc gia này cũng ít bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa phương Tây, với những nét văn hóa cổ truyền được bảo tồn và gìn giữ đến ngày nay. Còn về kinh tế, năm 2010, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản, chính thức vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ thôi. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nhiều nhà kinh tế dự báo GDP của Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ vào khoảng năm 2030, cái này thì chúng ta cùng chờ đợi để xem như thế nào. Năm 2017, GDP đầu người của Trung Quốc là 8.800 đô, vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới là 10.000 đô và chỉ bằng 1/7 so với Hoa Kỳ. Kể từ khi bắt đầu tự do hóa kinh tế vào năm 1987, Trung Quốc nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Trong hơn 30 năm kể từ năm 1978, GDP của Trung Quốc đã tăng 15 lần và sản xuất công nghiệp thì tăng hơn 20 lần, kim ngạch thương mại tăng hơn 100 lần. Trung Quốc được mệnh danh là công xưởng của thế giới với hàng loạt các nhà máy trụ sở của rất nhiều tập đoàn trên toàn cầu. Quý vị có biết không ạ, Trung Quốc thì cũng bị chỉ trích rộng rãi về việc chế tạo hàng nhái với số lượng lớn, với hơn 90% lượng hàng giả và hàng nhái trên thế giới có nguồn gốc xuất phát từ quốc gia này.
Những nhãn thời trang từ bình dân tới cao cấp được nhái lại và bày bán công khai với giá rẻ hơn rất là nhiều so với hàng gốc. Một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cũng bị nhái lại ở đây. Một số sản phẩm nổi tiếng còn chưa ra mắt chính thức, đặc biệt là đồ công nghệ thì cũng bị nhái lại tại đây. Còn về quân sự, thì theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự Global Firepower 2021, Trung Quốc hiện đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga. Quân đội Trung Quốc có gần 2,2 triệu binh sĩ, gấp khoảng 10 lần so với Đức và là lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới. Theo ước tính của Global Firepower, Trung Quốc chi 178 tỷ đô la cho quân sự mỗi năm, chỉ sau mỗi Mỹ và gấp 4 lần so với nước đứng thứ 2 là Nga. Trung Quốc cũng sở hữu 3.260 máy bay, 9.151 xe tăng chiến đấu chủ lực, cùng 115 vũ khí quân sự đặc biệt. Sau đây là những thông tin về thể thao của Trung Quốc. Quý vị và các bạn ạ, Trung Quốc thì luôn đứng trong top 3 các kỳ Thế vận hội gần đây. Còn tại kỳ Olympic Tokyo 2020, Trung Quốc xếp thứ 2 toàn đoàn sau Mỹ, chỉ kém đúng một huy chương vàng thôi. Tại Trung Quốc thì bóng đá không phải là môn thể thao số 1. Hai môn thể thao nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người hâm mộ nước này đó là bóng bàn và cầu lông, sau đó tới bóng đá và bóng rổ. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây, bóng rổ Trung Quốc được đầu tư mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ nước này. Vì vậy, ở một số nơi, bóng rổ mới là môn thể thao được yêu thích thứ 3, đẩy bóng đá xuống vị trí thứ 4 ạ. Vâng, trên đây là tất cả những điều cơ bản về đất nước Trung Quốc mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn. Bạn ấn tượng điều gì về đất nước Trung Quốc thì hãy đừng ngần ngại để lại comment ở dưới video này nhé. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể bấm nút đăng ký kênh, bật chuông báo và chia sẻ video. Đó cũng là cách mà các bạn ủng hộ chúng tôi và ekip sản xuất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.